Hello, xin chào mọi người nha. Hoàng Cá vừa hoàn thiện xong một combo bẻ phong cách bonsai cho một anh khách hàng đến từ Nghệ An nhé. Anh khách biết mình qua kênh TikTok thì đã ủng hộ mình một combo bẻ có kích thước là dài 50, rộng 27 và cao 30cm. Bẻ kính ở đây là bẻ kính phun siêu trong 5 mặt. Em quay lại cái bẻ cho mọi người tham khảo nhé. Đây là bẻ có phong cách bonsai. Bẻ này rất là đơn giản, dễ chăm sóc nhé. Em quay cận một chút nha. Bên em thì có đi ship các tỉnh khu vực. Anh em nào mà nhận hàng xe khách đấy thì bên em đều ship hết những cái combo từ bẻ dưới 60cm. Sau khi mà setup xong thì bên mình sẽ cho bẻ vào thùng xốp đóng gói cẩn thận, xịt ẩm để giữ cho cây thủy sinh không bị khô. Sau đó mình sẽ mang ra đường cao tốc hoặc là bến xe gần nhất gửi cho mọi người nha. Mọi người yên tâm là bên mình sẽ bọc hàng rất là cẩn thận luôn, để đảm bảo an toàn không xước sát nứt vỡ đến tay khách hàng nha. Bẻ này là của một anh khách ở Nghệ An, cho nên là mình gửi được ở ngoài đường cao tốc ở gần cửa hàng mình, cũng rất là tiện luôn mọi người ạ. Nếu mà anh em mà quan tâm thì có thể inbox cho mình nhé để được tư vấn. Xin chào mọi người.